đến lúc rồi, mình phải hành động ngay. Chạy đã, chạy đã. Đây là đâu? Hướng này. À, không, hướng này. Hay là hướng này? Hướng nào bây giờ ấy? Đúng chỗ cần tìm. Hướng đây rồi. Lút đồ thôi. Ấy, ôi. Đố vào ăn chung lớn. Tưởng là bắn trúng được đấy. Bắt được rồi nha. Đủ các bạn biết MC Lê Bống đang nói gì với Huy. Gợi ý là khen nha. Còn nhân vật này là ai? Gợi ý là cũng là một MC rất duyên dáng. Ôi giời ơi. Còn ông này thì chắc ai cũng biết rồi. Được cái mình với clip là cũng cùng tần số, nên là anh em cặp cái là mắt mũi cứ tít hết cả. Đấy đấy, những khoảnh khắc vô tri bắt đầu rồi đấy. Uốn éo chụp mà cái ảnh nó cứ vẹo hết cả sườn. Ai muốn xem thành quả thì vào fanpage của Huy nha. Hình siêu đẹp luôn. Chụp ba chán rồi, người ta lại chụp hai. Hoàn thành sớm, xong sớm là chúng ta lại bắt đầu đến với những khoảnh khắc tấu hài nào. Ready, go. Chuẩn bị này. Ê, ê, ê. Động tác này nhìn qua rất đơn giản, nhưng để làm đều thì có phép chứ đùa. Một shot ăn luôn. Mọi người đang tập trung xem lại mà không nhịn nổi cười này. That's good. Mình quay lại là nó sẽ không bao giờ được cái shot tự nhiên mà nó vui vui như này đâu. Đang quay chụp mà hai ông bà trốn đâu rồi? À, đây rồi. Đã thế. Ui, sợ quá, sợ quá. Ừ. Sợ thật à? Nhưng mà chưa đáng sợ bằng cái này đâu. Hỗ trợ các bạn hoàn thiện nốt bài thi rồi mình chuyển nghề qua làm MC đây. Để xem 2,1 tỷ đồng thuộc về tay ai. Xem phỏng vấn ai trước nào. Đẹp như này tranh thủ làm vài tấm. Ây xa, thử sức với vũ điệu của Free Fire nào. Tèo 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 tèo. Cũng giống phép chứ đùa. Bên cạnh Huy đây đó chính là Hi. MC Hùng Cam. Một người dẫn chương trình để tạo lên bầu không khí cực kỳ máu lửa cho giải đấu lần này. Vậy xin hỏi Hùng Cam là em cảm nhận thế nào về cái vòng thi của chung kết lần này? Cảm nhận của em? Về riêng em thì bản thân em cảm thấy là vòng thi chung kết lần này thật sự là vượt ngoài sức tưởng tượng của em. Về cả mặt chuyên môn, những thứ mà, những tiêu chí mà ban giám khảo đánh giá nó đều quá là bùng nổ. Và wow. Nếu như mà em được đặt vào vai trò là một thí sinh thì em cảm thấy hơi quá sức. Vậy là các bạn thí sinh lần này thực sự là đã tạo cho chúng ta quá nhiều bất ngờ đúng không em? Chính xác. Quá giỏi. Ok, cảm ơn về chia sẻ của em. Yeah, xin chào. Xin chào Zico và Tuyền Su. Anh có một câu hỏi muốn hỏi hai em. Dạ. Các em nhận định như thế nào về thử thách của vòng chung kết Content Star lần này? Xin mời Zico. Ra thì em cảm thấy lần này là một trong những lần mà cuộc thi mà em chưa từng nghĩ tới. Đề bài quá khó, và bên cạnh đó nữa là đây là lần đầu tiên mà em cũng thử sức với việc là viết lyric nha. Quá bất ngờ. Còn Tiên Xu? Khi mà em nhận được bài thi này thì em rất là run. Bởi vì như em có nói là em hát không hay, nên là mỗi lần em hát em bị tô xích. Bởi là em không có giỏi về âm nhạc cho lắm, nên là em rất là run. Nhưng mà nhờ mọi người hỗ trợ thì team em cũng đã cố gắng hoàn thành một cái tác phẩm hay nhất trong lòng em và trong lòng team em. Yeah. Ok, anh muốn chúc hai em trong tương lai sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn nữa. Kế bên Huy đây chính là các nhà vô địch của giải đấu Content Star lần này. Với số tiền rất lớn thì Huy có một câu hỏi muốn dành cho các bạn. Vậy các bạn sẽ làm gì với số tiền giải thưởng quá lớn như thế này? Xin mời bác Gấu. Với số tiền mà giải thưởng quá lớn như thế này thì mình nghĩ là
Thứ nhất là mình sẽ dùng UX để vào công tác thiện nguyện của mình. Và thứ hai nữa là mình sẽ dùng để mua sắm những vật tư dành cho nhà sáng tạo. Còn why? Việc đầu tiên em làm khi giành được cái giải thưởng này chính là mua một phần quà dành cho ba mẹ, bởi vì ba mẹ đã gọi là theo dõi em từ đầu chương trình đến bây giờ và ba mẹ rất là mong em đạt được giải vô địch. Chắc đến bây giờ chắc ba mẹ em vẫn chưa biết là em được vô địch đâu. Đấy, cho nên là em sẽ tạo bất ngờ cho ba mẹ. Ok. Và chúng ta sẽ cùng nhau chào khán giả nhá. Ok, xin chào mọi người. Yeah. Rồi. À, đây rồi, đây rồi. Anh em lại hại nhau. Chưa về luôn. Cứ gặp nhau là buồn cười. Ok, anh có một câu hỏi dành cho em. Với cương vị là một ban giám khảo thì em thấy cái vòng thi chung kết như này, em cảm giác như có như thế nào? Em nghĩ là cái vòng thi chung kết là vòng thi phải gọi là căng thẳng nhất, tại vì đối với em nha, vòng 1 các bạn chỉ mới là warm up khởi động thôi. Em không biết vòng 2 của anh thì nó có khó khăn gì nhiều không? Vòng 2 với anh thì anh thấy cũng khó. Thực sự là vòng 2 khi mà anh chấm phần thi của các bạn thì cũng đã rất là bất ngờ rồi. Mà khi mà anh biết được cái đề thi của vòng chung kết thì anh thực sự là rất là lo lắng cho các bạn. Sợ các bạn quá sức của các bạn. Nhưng khi mà chứng kiến được cái kết quả thì thực sự là quá bất ngờ. Với cả thật ra là vòng cuối á, tại vì cái số tiền lớn nên là anh em áp lực không? Một con điểm thôi là nó rung tay rồi, anh em để bút xuống là nặng cảnh. Bay 2 tỷ bút. Thực sự là... Thực sự là với cương vị của ban giám khảo thì bản thân Huy, Oppa và Chris Fan cũng đã rất khó khăn để có thể đưa ra được quyết định của mình. Ok, cảm ơn em nhé. Vâng. Đây, đúng không Bóng? Em cảm thấy như thế nào ạ? Em cảm thấy thế nào? Em cảm thấy... em thấy như em còn chia sẻ là em thấy mình rất là may mắn khi được làm MC chứ không nhưng phải mà là từ anh đã hỏi gì đâu mà đã may mắn nhở, đúng không? em cảm thấy Lê Bóng là người như thế nào? Em thấy là Lê Bóng là một người hay trốn tránh trách nhiệm. Bây giờ người ta hỏi thì mình trả lời vô đúng trọng tâm đi. Đúng đó, thí dụ mà em làm ban giám khảo thì em cho điểm sao? Nếu em là ban giám khảo thì em sẽ chấm các bộ như thế nào? Em làm ban giám khảo thì em sẽ chấm hòa, sau đấy là em sẽ gửi lại trách nhiệm đó cho hai anh. Ok, cảm ơn hai anh. Tại vì hai đội quá hay đi, đội nào cũng tạo cho mình một cái cảm xúc. Và mình nếu mà để mà, chắc chắn là các anh cũng thế, nếu mà để chia đều được giải thưởng là mọi người sẽ muốn là chia đều hết cho tất cả các thí sinh. Nếu mà được thì cho cả MC nữa anh nhá. Đã nói đúng chứ còn nói to. Đấy. Đấy. Thì mình nghĩ là 2 tỷ mốt á thì cái phần mà lẻ lẻ ra đó là cái phần 2 tỷ thì có thể chia cho ban giám khảo, còn mấy bạn lấy cái mốt thôi. Nhưng mà là 2 tỷ là chia cho 2 đúng không? Anh nhầm mỗi người tỷ. MC thì chia chung với 100, 100 chia chung với mấy bạn thi đi. Mỗi người chịu thôi. Ok, đấy thì chúng ta cũng đã biết được con người thật của Chris Fan đúng không? Đấy. Thì một lần nữa rất là cảm ơn hai em đã giúp anh hoàn thành buổi phỏng vấn này cho FIFA. Chúng ta cùng chào khán giả nhé. Ok, xin chào. Chào đi em. Chào. Nào, 2, 3. Yeah. Và ngay sau đây phần thi phần phỏng vấn của Content Star sáng tạo FIFA Ai Là Tỷ Phú xin phép được kết thúc và hẹn gặp lại. Yeah. Thì mình chào hai đội. Rất là đưa nha mọi người. Và quán quân đã xuất hiện rất xứng đáng. Còn vì sao? Hãy cùng Huy theo dõi FIFA Content Star phần 2 nha. Yeah. Chào mừng quay trở lại với chung kết của Content Star cùng Huy Oppa. Và bây giờ chúng ta hãy bắt đầu thôi. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Học viện Sáng tạo FIFA, nơi hội tụ những nhà sáng tạo nội dung xuất sắc nhất để cùng nhau tranh tài trong cuộc thi Content Star Sáng tạo FIFA Ai Là Tỷ Phú. 2 tỷ mốt. Trân trọng giới thiệu khách mời thứ hai, anh Huy Oppa Idol. Vòng cuối cùng rồi thì Huy rất là mong chờ những cái ý tưởng thực sự là táo bạo và độc đáo hơn nữa. Đặc biệt tất cả các bạn đều phải thể hiện được cái tinh thần đoàn kết, cái tinh thần đặc trưng của FIFA. Chặng đường cuối cùng rồi, hãy thi đấu như không còn gì để mất, cháy hết đi. Cái anh này thấy nói hay phết nhỉ, được phết đấy. Để mang giải thưởng về thôi. Nhắc đến trình diễn thì có lẽ là cái tên đầu tiên trong đầu tôi nảy ra đó chính là anh Huy Oppa Idol.
không chỉ là một diễn viên, một đạo diễn thì anh còn là một dancer xuất sắc đúng không ạ? Wow. Cùng chúng tôi đến với phần trình diễn bài thi của hai đội xuất sắc nhất Content Star sáng tạo Free Fire. Ai là tỷ phú? Xin mời. Bắt đầu căng thẳng quá này. Lên đi á. Lên đi kìa. Đi. Này. Ôi mọi người biết tin gì chưa? Tin gì đấy? Tin gì? Tem đi vào gã, tem mình solo. À. Ba cả. Đám rủ mèo sợ yêu solo à? Đúng rồi, nhưng mà tem bạn có 5 người con trai lận đó. Ôi ôi, khét thế. Tôi là mèo sợ yêu, chứ đâu phải mèo sợ solo đâu. Mà tụi nó khét, solo khét ở đâu? Nhờ. Ở chỗ lớp nào? Gạo mình solo ở cổng trời. Ai da. Tôi đâu có sợ, đâu có ngán đâu. Anh em, đi. À, cá nhân Huy rất là thích cái màn khởi đầu, cái sự mở đầu của các bạn. Rất là lửa, rất là tinh thần Free Fire. Cổng trời đây ra tay đấu tay đôi. Nếu mà sợ ta đây thì hãy đi về ngay. Các OB anh chấp tất vì chính anh là có thật. Nếu mà ông quá cay thì solo Free Fire ngay. Free Fire gắn kết ta, dù là ở đâu xa, nhưng chỉ một bàn đấu anh em ta sẽ chung một nhà. 7 năm tuổi trôi qua, Free Fire cảm hứng ra cho ta nhiều cơ hội để trở thành content star. Ai sợ thì đi về, ta là người chơi Free Fire. Free Fire, Fire, chơi là vui quá là vui. Content star, ông chơi chưa đâu, không ngại một ai. Ông chỉ đứng ngay vào đây. Vào đây. Anh em thức thôi. Free Fire, hùng đóng hình kêu to. Bước vào chiến đấu chú sẽ thấy anh hay ho. Bước vào trong gai anh em không ngại khó. Anh không phải hề giáo mà mấy chú thích làm cho. Đây là con đường dài và còn gặp nhiều trong gai. Nếu có gì ngần ngại cùng nhau hợp tác sánh vai. Bố quên nhau có khó cẩn thận nhé đừng lo. Super Superstar chúng ta là content star. Và đó là Superstar. Chúng tôi tới đây để trở thành tỷ phú Free Fire. Wow. Wow, vẫn y như cảm xúc như lần đầu chúng ta gặp nhau, Superstar. Quá cảm xúc. Một cái phần thi ở chung kết với cá nhân Huy nhận xét các bạn vừa phải sáng tạo một bài nhạc với vô vàn những cái thử thách. Chỉ trong 6 tiếng đồng hồ mà các bạn có thể hoàn thành được một cái sản phẩm như thế này thì thực sự khiến Huy quá bất ngờ. Cái điều ấn tượng nhất của Huy trong cái phần thể hiện của các bạn đó chính là các bạn đã làm chủ sân khấu được rất là tốt. Từ cái khâu mở đầu khi có một thành viên đứng trên bệ cao hát thể hiện và các bạn bên dưới cùng nhau thể hiện tinh thần Free Fire bên dưới. Wow. Đấy, nó phải cháy như vậy chứ. Chính là như thế. Và chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với đội thứ hai, Devil. Ngay bây giờ thưa quý vị và các bạn, chúng ta hãy cùng đến với tiết mục trình diễn thứ hai của team Devil. Trong một nữa rồi. Defire, đây là nơi dành cho những bậc anh tài. Mà khi mà bạn sống dài, mặc nhiên bạn sẽ trở thành niên tội. Không cần biết bạn đến từ đâu, đồng bằng hay là núi cao. Nếu bạn cần tôi sẽ có mặt, chúng ta mãi là đồng đội của nhau. Ngọn lửa FIFA chúng ta vẫn cháy mãi cùng anh em. 2024 rồi ai dắp kiểu này nữa. Để tôi bật con beat, anh em mình freestyle cho cháy nhó. Devil team on the mic. Và đây là White Toxic. Bên cạnh tôi là những người đồng đội Free Fire đỉnh nhất. Bây giờ thì vô thôi. Chậm đã, người anh em, đợi tôi. Free Fire style trong tụi anh rap nó thật ngầu. Thật ngầu. Có cách thật chất, ai xem cũng khen và gật đầu. Gật đầu. Mọi người team anh không chỉ có trình còn biết gáy. Cũng như Free Fire không chơi tôi chơi là phải cháy. Có địch là phải bắn, đó là cách bọn anh leo danh. Khi ông tỏa sáng độc mặt, nếu mà sợ thì hãy trốn nhanh. Trình của anh nằm ngang bầu trời, tên tôi ăn như người nhất nhất. Nhưng nếu vào chân mà gặp tụi anh, đừng có sợ xong rồi phát nhất. Hãy đi cùng nhau nhá. Nếu muốn xích tổ, tên đội của anh á.
nó là Evil, nó là Evil, 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 Evil. Tới giờ thể hiện rồi. Evil. Từ anh đi fire trên đó xin tồn vào cánh. Các em ở dưới phải ngước nhìn, nhìn thế là lại phải nhức nách. Khi anh dắt như tiếng hồ kêu, đôi bên kia lại phải trầm trồ. Mọi người cứ tự nhìn mãi mãi. Xem xong thì đừng có mà ô con test star. Đội anh là nhất rồi, anh là nhất rồi. Mở star. Nghe xong nhận thua, nghe xong nhận thua. Nóng quá, nóng quá. Thực sự là khi xem xong cái phần thể hiện của các bạn thì quá cháy. Tinh thần Free Fire nó phải như vậy. Chính là như vậy. Tại sao 6 tiếng mà các bạn có thể làm được một cái sản phẩm như thế này nhỉ? Về Devil thì điều ấn tượng lớn nhất đối với Huy khi xem phần trình diễn của các bạn, ngoài sự thể hiện sáng tạo trên sân khấu, các bạn có những cái lyric trong cái bài nhạc của mình thực sự là quá ấn tượng. Hôm đó Huy cũng rất là bất ngờ với một thành viên trong Devil đã đảm nhiệm cái nhiệm vụ là viết cái lyric của cái bài nhạc này. Thực sự đây là một bạn rất là tài năng. Yeah, một lần nữa xin được chúc mừng Devil với quán quân của năm nay, chương trình Content Star. Yeah. Huy mong rằng sẽ được đồng hành cùng Free Fire trong các dự án trong tương lai. Và chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau. Yeah.